Sức mạnh của lời khen, sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô gái trong vòng 50 ngày khi nhận được lời khen từ thầy giáo đẹp trai. Kiyoka khi đó mới 21 tuổi và thường tự nhận mình là một người mập mạp, xấu xí. Đặc biệt khi người bạn thời cấp 3 của cô nói đùa rằng lông mũi của cậu lòi hết cả ra rồi kìa, thì sự tự tin của cô ngày càng tuồn dốc không phanh. Ngay cả khi mọi người khen rằng ánh mắt của cô rất đẹp, nhưng Kiyoka vẫn chỉ ngờ vực chứ không cảm thấy vui mừng. Vì vậy, có một chương trình đã gợi ý Kiyoka học tiếng Ý trong 50 ngày để tăng thêm sự tự tin. Giáo viên tiếng Ý là một người mẫu lai có ngoại hình đẹp trai và tính cách thân thiện đã được mời đến để dạy tiếng Ý cho cô, nhưng thực chất là để khen ngợi mà cô không đề phòng. Trong suốt quá trình học tiếng Ý, anh chàng đã khen làn da trắng sáng của cô một cách vô cùng tự nhiên. Thời gian trôi qua, Kiyoka thay đổi rõ rệt, cô bắt đầu nỗ lực hết sức để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình, bắt đầu từ việc tháo khẩu trang, tỉa lại lông mày. Rồi nụ cười ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt cô gái. Không chỉ thay đổi về ngoại hình mà ngay cả sự tự tin cũng tăng lên, khiến Kiyoka không còn tránh chụp ảnh nữa và luôn mỉm cười. Cộng đồng mạng đã rất hứng thú và có những phản ứng như: hiệu quả của lời khen thật tuyệt vời, tôi cũng bắt đầu khen bạn gái từ hôm nay đây. Trong tâm lý học, hiệu quả của lời khen này được gọi là hiệu ứng Pygmalion, hiệu ứng thay đổi con người thông qua lời khen. Thuật ngữ này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp rằng Pygmalion đã tạo ra một bức tượng Nga khắc họa người phụ nữ lý tưởng của mình và đem lòng yêu nàng sâu sắc, nên đã xin thần tình yêu cho nàng được biến thành người thật và được thần chấp thuận. Việc này cho thấy khi mong đợi một điều gì thì sẽ làm tăng khả năng thành công của mong đợi đó. Ai mà còn đang tự ti về vẻ ngoài của mình thì biết bí kíp rồi chứ, chỉ cần tìm được người khen mình mỗi ngày mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!